Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như các bạn thấy là lâu lắm mình không có chôn quang được phải không? Dạo này bọn mình cũng kiểu bữa trước bọn mình cũng đục nên là không có chôn quang được. Nên là hôm nay mình sẽ chôn quang. Và mình đã canh từ sáng giờ, bây giờ quang mình đi ra ngoài để mình mới có thể thực hiện cái màn chôn này. Nên là mọi người thấy video này hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi đặt camera ẩn xong mình sẽ chôn quang nhá. Còn chôn gì thì mọi người phải xem rồi mọi người mới biết nha. Cực kỳ là hay luôn nha. Đã sang phòng quang và hôm nay thì mình sẽ thực hiện màn chôn là mình sẽ cài cái ảnh đại diện người con trai khác vào cái màn hình điện thoại nha. Và mình cứ khen người ta đẹp trai ấy, kiểu không khen quang khen người ta đẹp trai để xem phản ứng của quang sẽ như thế nào nhá. Quang ghen lên người quang sẽ như thế nào. Mình đã thay đồ, mình mặc bộ đồ này với mục đích là cái bộ đồ này nó rất là dày thì quang mà có tức lên con đánh mình thì còn không sợ. Bây giờ thì mình và các bạn cùng ngồi đây chờ quang bề nha. Chắc là quang đi ra ngoài mua cái gì ấy, mua nước hay sao ấy, kiểu sáng kêu khát nước mà mình còn chẳng thèm đi mua nước cho kiểu giả vờ tí nữa xem phản ứng nước nó có điên như thế nào nha mọi người. Lại đây ngồi. Chờ quang bề lâu quá. Chờ muốn tiền đình luôn mãi chưa thấy về. Mong là thì nữa không sao. Chúng ta vẫn còn cách giải quyết. Đẹp trai quá. Wow. Nao lòng. Đẹp trai thế. Đẹp trai thế này thì nguyện chết thì cũng xứng đáng. Mọi người ơi, hình như quang về rồi sao ấy. Bây giờ mình sẽ ngồi kia đợi quang nha. Không biết nữa. Ai đấy? Trai đẹp thôi trên mạng ấy. Trai đẹp trên mạng. Trai đẹp trên mạng đẩy. Em lên mạng nó search đẩy trai đẹp. Em bị giả hơi à? Anh là người của em mà anh không em không đặt lại đặt thằng nào đây? Sao đây? Trên mạng thôi mà, có thằng nào đâu. Sao lại đẩy anh? Anh lấy số mù ra có gì mà đặt. Đẹp như thế này, đẹp trai người ngợi này, nguyện chết vì nó luôn. Chết rồi, thôi chết luôn. Đánh tao. Nó đánh tao. Tự nhiên tao đánh nó. Tao đánh các người này, bộ quần áo dày như thế này mày không đánh. Tao không thích đánh vào đầu mày cho mình tỉnh ra. Chán á. Tao đánh tao nhanh. Tao chẳng là đấy mày xấu như chó ấy. Đi to gan không? Tao đặt ảnh ai kệ tao, mày đặt ảnh gái đi. Chả ai xinh bằng tao cả, mày không thể đặt ảnh ai cả. Gái mà không xinh bằng tao. Nhưng mà sao mày đặt thằng này, thằng nào đây? Em mày quen nó à? Đây là trai mạng mà. Trai mạng mới đẹp như này chứ. Xuống đi. Đẹp. Tỏng. Trai vãi. Tỏng vãi. Cái gì cũng người như mày. Giỏi mình đi yêu đi. Đi yêu hộ cái. Đừng phải, tao không có rồi. Có là yêu liền. Giỏi rồi. Đẹp trai vãi. Đi ngắm nó đây. TikTok chắc có đấy. Xấu như chó. Chán á. Đẹp trai.
khác thực ra nhiều lắm. Ba đẹp trai đẹp này. Ba đẹp trai người ngoài thì không nhìn ra. Lúc mất thì đừng có hối hận. Đừng để tao phải đẹp trai. Mày đừng có hối hận. Sao mà em không nghe rồi em vẫn là đẹp trai là thế nào? Tại vì anh bị hôn nách. Anh bị hôn nách. Em thích không thôi anh hiểu không? Em không biết đâu. Em bình thường mà. Thôi bỏ mẹ. Thôi lắm. Để anh đi mua lăn nách nhá. Cho thơm được không? Buổi này ai dùng lăn nách nữa. Thế dùng cái gì? Này. Em mua cho anh nè. Đây là gì? Cái này là mộc. Cái này là dùng cả lăn nách, cả hôi chân luôn. Yeah. Em hôi chân em dùng, anh hôi nách anh dùng. Đúng, hợp lý. Được. Được, cho anh nhá. Không, cái đấy cả hai với mình dùng, anh bôi chân em đi. Thì anh dùng cái này rồi, em có đặt ảnh cái kia nữa không? Nhưng mà anh vẫn xấu. Anh đỡ hôi, anh vẫn xấu. Lão. Chả em dùng. Thôi, bôi bôi nách đi, bôi nách. Thôi, chả thì người ta đi mua chai mới. Quang đi ra ngoài rồi mọi người ạ, chả biết là ra ngoài làm gì nữa. Thì tiện đây mình giới thiệu luôn cái sản phẩm này. Đây là mộc nhá. Cái này có tên là mộc. Cái này thì giúp trị hôi nách và trị hôi chân. Mọi người mà bị hôi nách hoặc là hôi chân ấy thì đều có thể dùng cái sản phẩm này nhá. Cái này hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên luôn. Có mùi thơm nhẹ nha mọi người, cực kỳ là thơm luôn. Và cái này nó không có gây bết dính đâu. Cái này mà bôi vào chân hoặc bôi vào nách ấy thì cũng chỉ khoảng 5-10 giây là nó sẽ tự khô lại thôi. Nó như nước bình thường luôn. Đó, mọi người, nên là ai bị hôi chân hôi nách ấy thì liên hệ cái Facebook mình để ở dưới link tiểu sử nhá. Là cái chị Huỳnh An này, mình có để ở đây nha mọi người đó. Mọi người liên hệ với chị đấy nhá. Cực kỳ là hàng, cực kỳ là chuẩn nhá. Good job. Đó, nên là mọi người ai mà bị hôi nách hoặc hôi chân thì liên hệ ngay cái bên Facebook Huỳnh An này nhá. Thì cái chị đấy chị tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Nên là mọi người ai mà bị hôi chân hôi nách thì cứ liên hệ. Hoặc là cái link tiểu sử mình, link mình để ở dưới tiểu phần tiểu sử nhá. Hoặc là phần bình luận mình có để hết nha mọi người. Đó, đây, sản phẩm đây nha mọi người. Mọi người ơi, nó đang đứng chải tóc. Cố gắng làm mình đẹp trai hơn. Mày nhắn gì? Quang đang kiểu làm cho mình đẹp hơn ấy, để tiếp ấy. Sao? Lấy chìa khóa đi tận gái phải. Gì? Nhìn gì? Điện thoại cùi tần gái, chả rồi tán được gái. Đây đẹp trai là đủ rồi, không cần điện thoại xịn. Trai ơi! Nhìn gì? Tiếc à? Thế đẹp trai bằng cỡ ai? Cũng được, nhưng mà... Nhìn tị ác chưa? Nhưng mà... Cái anh ở trong mơ kia vẫn đẹp hơn. Thằng đấy không bằng một phần tao đâu. Áo đâu ra? Áo... Phan tặng. Phan tặng. Fan girl. Để trai quá khổ, người ta tặng đồ miết rồi mặc không hết. Để đủ lâu hôm nay. Sao em không biết? Anh là phép gì anh mua thế? Mua làm gì, anh tiền đồng của mua. Ai ốt thì mà. Lại phải mặc đồ đẹp đi tặng gái, đẹp trai khổ. Cứ ở nhà mà ngắm cái màn hình điện thoại ấy. Ngắm cho nó sáng mắt ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dậy nằm thẫn thờ này. Đi tận gái tiếp đi. Thế không ngắm ảnh trai nữa à? Đẹp trai mà dậy ngắm tiếp em, ngủ làm gì? Đấy. Anh đi tận gái đi, chứ anh tán 10 con rồi chứ gì. Anh cầm ô tô anh đi, anh lái oi. Anh tán 10 con gái là gì? Tán 100 con rồi kìa. Đùa ấy, đùa ấy. Anh làm gì có ai mà tán. Chỉ giống em thôi. Gái nhưng mà anh bảo em đặt ảnh trai làm gì nên anh mới giả vờ anh đi bạn gái. Chơi cho mà trêu đặt thật chứ gì. Mình xem lấy ảnh mạng mà làm gì có dẫn trai nào. Không biết đặt ta dọa thế cho mày chừa chừa chưa. Chưa. Sao chừa nhá. Chưa. Nín đi dậy nè. Ta vẫn lấy ảnh trai bao giờ. Chưa. Chưa. Mà ta đi cắn ghé thật đấy. Chưa nhé. Anh mà đi tán thật chắc. Thấy hốt đi mà. Mày thích chết không? Không. Không. Cứ ngày đánh vào đầu ngu đấy. Đánh cho khôn này. Ngu sẵn rồi. Bảo khóa. Ok mọi người, mình chôn quay như thế đấy. Mọi người có thấy màn chôn này thành công không? Đúng quá. May con không đánh mình nhiều. Toàn đánh vào đầu mọi người ạ. Mặc quần áo chặt để được cái ích gì. Đánh cho khôn này. Đằng sau chôn. Chôn khôn này. Ok mọi người, chắc là video của mình đến đây thôi. Mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye mọi người. Đừng đăng ký.